Cảm ơn quý khán giả vẫn còn với đài VNTV của chúng ta. Trước khi quay trở lại phần thời sự cùng với giảng sư Mai Gia Trí, một lần nữa cho phép chúng tôi được giới thiệu một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho chương trình này. Gạo Banda được Certified Non-GMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ và tin rằng quý khán giả của đài luôn luôn ủng hộ cho tất cả những cơ sở thương mại đã có quảng cáo với đài cũng như bảo trợ cho tất cả những chương trình của đài VNTV của chúng ta. Rất mong quý vị tới với họ, quý vị nói là quý vị nghe hoặc xem từ đài VNTV trên băng tần 57.3, 16.10, Las Vegas là 26.9 hoặc là trên YouTube, trên Facebook hay VNTV.com trên Internet. Cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì anh Mai Gia Trí sẽ phân tích để cho chúng ta nhìn thấy cái trận chiến tàn khốc và cái thái độ dửng dưng của NATO, của phương Tây, đặc biệt là của ông Tổng thống chậm như rùa Biden đã làm cho người ta thất vọng. Bây giờ Đức Giáo Hoàng phải ra tay trong tuần này, chúng ta chưa biết sẽ như thế nào. Nước Do Thái, ông Thủ tướng cũng muốn ra tay, chưa biết như thế nào. Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn ra tay, sẵn sàng mở cửa để chọn làm địa điểm để như hội nghị về hòa bình cho Ukraine và nước Nga. Bây giờ thì tin số 6 đó Peter, về vấn đề mà hòa đàm giữa Ukraine và nước Nga, nó đương ở một cái thế là dậm chân tại chỗ. Nhưng mà với cái nhìn của anh, nó có thể tiến triển với điều kiện gì không? Dạ thưa anh, kính thưa quý vị, thật sự chúng ta đã quá quen thuộc với cái chiến lược mà đánh và đàm. Vừa đánh vừa đàm. Vừa đánh và đàm của Nga. Lý do tại sao họ đàm là bây giờ họ cũng luôn tìm cái lối thoát mà trong danh dự, để thứ nhất. Thứ nhì nữa, họ dùng cái thời gian đó để họ phục hồi và tiếp liệu để mà phục hồi quân đội của họ, để mà giải quyết, chiếm cái thế thượng phong để mà họ hòa đàm. Thì thật sự trên nguyên tắc khi mà hai thái đoàn, hai sứ làm việc với nhau, thì hai phái đoàn này, các cấp tổng trưởng, các cấp tướng lãnh, họ đang thương thuyết những cái điều kiện, cái hành lang nhân đạo như thế nào, cái trong nhận như thế nào, thế nào. Thì nhưng mà có những cái điểm chánh thì chúng ta đã được nghe Tổng thống Zelensky nói là ông cách đây một hai tuần, ông nói ông không muốn vô NATO nữa. Bây giờ đợi NATO lâu quá, ông không muốn vô nữa. Thì đó là một những điều kiện mà Putin viện cớ để đánh Ukraine. Nhưng bây giờ cái điều kiện nó coi như là xong. Ông nói bây giờ ngưng chiến đi đã rồi nói chuyện politics sao. Tại vì họ muốn chiếm hai cái lãnh thổ đó nữa. Thì thật sự hai lãnh thổ đó thì có lẽ là ông Zelensky ông nghĩ rằng cái đó tôi không có quyền. Cái đó là cái khác biệt giữa Nga Xô, giữa Putin và Zelensky. Putin thì những gì muốn làm ông cứ làm, không cần dân chúng biết hay không biết. Còn Zelensky, để tôi trưng cầu dân ý, có muốn chuyện cái đó không, thì ông dùng cái đó là rất là chánh đáng. Mình là tôi, chúng tôi là một cái xứ dân chủ, tôi muốn nhường cái đất nào hay tôi muốn công nhận cái đất nào là cũng phải cái quyền của dân chúng chứ không phải chuyện của tôi. Thì là một sự khôn ngoan và cái sự chính xác của ông. Không, nhưng mà cái đó, cái điều đó mình thấy cũng rất rõ ràng ở trong những cái chuyện mà nước Nga đương vô chiếm ở những cái thành phố nhỏ đó. Anh thấy không? Là người dân họ đi tay không. Họ cầm cái bảng họ ra họ chống nước Nga, nước Nga không dám bắn họ mà chỉ bắn lên trời thôi, bắn chư thiên thôi. Thì chính xác thưa anh, như thành phố hôm qua họ chiếm một phần ở thành phố, rồi thì dân Nga thì xuống biểu, dân Ukraine xuống biểu tình chống đối, chửi người, rồi họ không làm gì hết, họ cứ bắn chỉ thiên chứ không dám bắn. Bây giờ bắn nó trở thành một thì cái không thì một, nói đó là vấn đề dân ý, dân ý. Cái dân ý là cái dân ý bây giờ người ta muốn công nhận cái độc lập của mấy cái xứ mà nước Nga đòi đó, họ có đồng ý hay không? Đó là quyền của dân, chứ không phải là giống như là ông Tổng thống muốn nói gì nói, muốn bắt người dân nghe là người dân phải nghe. Đó thì chuyện hòa đàm hiện giờ theo hai phái đoàn đều nói là có, họ gọi là optimistic sign, tức là có những dấu hiệu tiến triển và có thể trong vòng một vài ngày nữa sẽ có cái John Declaration, tức là cái tuyên bố chung
của hai bên. Thì đây là một cái diễn biến mà hai bên làm, thì thật sự nguyên tắc tất cả các cấp dưới đều làm hết rồi mới đưa lên những cái điểm chánh, thì hai ông tổng thống mới gặp nhau và nói chuyện đó. Thì bên ông thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông thủ tướng Do Thái cũng sẵn sàng làm cái nơi để cho hai ông tổng thống này gặp nhau. Thì chúng ta cũng còn hy vọng, và chúng ta có hy vọng sẽ có một cái diễn biến hòa bình mà chấm dứt cái chiến tranh tại Ukraine. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nước Nga không thể thắng được, cho nên họ phá tốt chừng nào tốt vậy, và họ đang tìm một cái đường lối để mà giữ mặt mày mà rút cho trong danh dự. Bây giờ nếu vậy thì Peter lấy giùm cho cái tin số 7 đó, anh nói tiếp luôn cái vấn đề mà biết không thể thắng, ông Putin cho tàn phá Ukraine một cách tơi bời hoa lá. Nhưng mà trước khi anh nói cái tin đó, nó cũng có một cái tin mà tương đối hấp dẫn mới vừa xảy ra đây, là sau khi nước Nga thấy nguy hiểm, báo chí quốc tế rồi này kia ở nước Nga đó, họ cấm cửa hết, là chặn internet hết đó. Thì mấy cái công ty tư nhân á ở Hoa Kỳ này, họ có những cái thiết bị mà họ kích hoạt, ví dụ như anh, cái website của anh là abc.com, bây giờ là anh vô cái, đồ cái khác. Google thì không được, bây giờ là qua một cái anh mà media cái thế khác. Đó cái thế đó à một cái internet khác, anh vô cái mới thì anh ra được, rồi nó quấn chụp anh thì anh lại ra một cái khác. Cho nên người dân Nga họ cũng gửi được cái thông điệp của họ ra. Đó là một cái cách mà bây giờ ngăn chặn. Và ông Biden thì ông nói là các công ty tư nhân của Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới lưu ý là tụi hacker của Nga nó sẽ quánh. Lưu ý chi có đâu, nó quánh đương nhiên rồi. Ngày xưa giờ chưa có chiến tranh đã quánh rồi. Anh thấy không? Ông nói toàn là chuyện vô bổ. Nhưng mà cái chuyện mà anh thấy, ví dụ như là ông Musk á, Elon Musk á, ông cho Starlink, anh nhìn thấy nó giúp cho Ukraine một nửa cái chiến thắng. Đúng anh. Nó giữ internet được. Vậy thật sự bây giờ nó không có nói ra nữa, nhưng mà có những cái hệ thống satellite của Elon Musk đã cho Ukraine những information tại từ satellite, nó thấy hết, thì nó gửi qua. Bởi vì Ukraine hiện giờ cái thất thế là không có control được, không có kiểm soát được cái bầu trời, bị tụi kia kiểm soát, thành ra rất là đau khổ. Nhưng mà đến bây giờ thì nó thiệt hại khoảng chừng 70 chung cư, những building lớn, tức là họ tàn phá vô cùng. Và nhất là ở tại Mariupol, là bởi vì cái thành phố có 400 dân, cái chỗ đó mà bây giờ có 100 mấy chục người thoát ra, còn bao nhiêu người kẹt trong đó, không nước, không y tế, không thức ăn, không đủ thứ chuyện. Thì ra đó là những cái tội ác rất là tài trời. Và hơn nữa, mới cái bản tin sáng nay thì là quân đội Nga đã bắt cóc di tản 2389 trẻ em ra khỏi cái vùng đó, không có đêm đi đâu. Họ nói là giúp đỡ, nhưng mà cái đó là rõ ràng cái bắt cóc. Bắt cóc, cái đó là bắt cóc để chắc biết, có lẽ là đòi hỏi phải thực thiết trao cái đổi. Gì sao đâu mình chẳng biết, nhưng mà đó là cái điều mà thấy họ làm rất là không. Anh thấy như cái chuyện mà bắt cóc ông thị trưởng đó, phải đổi lại chính tù binh của nước Nga. Đó là cái sự trao đổi, bắt con nít này để trao đổi là tàn nhẫn vô cùng. Putin rất là tàn nhẫn. Nhưng bây giờ thưa anh, mình qua cái tin số 8 đi, cái tin này khán giả cũng muốn nghe. Và nhiều dư luận viên mà làm việc cho nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn là cùng Nga đó, rất ghét đài chúng ta khi nói đến cái vấn đề này. Tức là Ukraine trên đường thắng trận, quýnh cho thảm bại bọn Nga Xô, bọn Putin. Bằng tin số 8, hai cái video with Peter. Thì Tổng thống Zelensky nói chúng tôi trên đường thắng trận, là bởi vì thứ nhất thắng được lòng người, thắng được trái tim toàn thế giới, thắng được tất cả những quốc hội của trên thế giới. Và hơn nữa, chính như vậy, sau những bài diễn văn và yêu cầu và khẩn thiết kêu nài của ông Zelensky, thì thường thường là các lực lượng đều được gửi, các sứ đều gửi cách này cách khác, ngay cả cái vũ trang hoặc là những cái dụng cụ để mà che thân, những cái áo mà anh áo cho tôi một chút xíu, tôi nói anh cái này chút xíu kia, anh nói tiếp để anh quên nữa. Quý vị đừng có quên là ông Mỹ đó, ông Biden, ông chỉ có talk only, hay NATO là talk only, không có làm gì hết trơn á. No action mà talk only. Trong khi ông Mỹ cũng vậy, trong khi ông Zelensky đó, ông vừa nói nhưng mà ông chứng minh là ông chiến đấu. Vừa nói vừa làm. Ông chiến đấu cho nên được lòng thế giới. Mời anh nói tiếp. Chính vì cái đó là cái khác biệt là nói và làm. Ông Zelensky, những gì ông nói và ông đang làm là một chuyện vĩ đại, mà cái chuyện tại sao chắc chắn ông thắng là bởi vì không phải mình nên ông nghĩ như vậy. Cả những người dân Ukraine đều nghĩ như vậy hết. Từ đàn bà, con nít, trẻ con, tất cả đều nghĩ một lòng gì. Mà khi đã nghĩ như vậy
thì họ cương quyết, vì thấy họ rằng họ lấy súng lấy bán huấn luyện có 3 ngày họ cũng ra mặt trận được, đàn bà con gái họ làm hết. Thì đây là một cuộc chiến kêu bằng du kích, mà du kích toàn diện. Quý vị tưởng tượng là xứ Ukraine có 46 triệu người, bây giờ coi như di tản 10 triệu người đi, còn lại mấy chục triệu người ở lại đều chiến đấu, rồi lấy súng chiến đấu. Thì thử tưởng tượng người Nga rất là nguy hiểm, họ chết rất nhiều, mà hơn nữa họ thiệt hại cũng như Dung Biên dự cho cái report trên 10%, mà tôi nghĩ có thể hơn nữa, bởi vì cái lực lượng mà Nga gửi qua đó là 30% của quân đội Nga. Nhưng mà không ra cái thiệt hại là coi như 10% đi, coi như conservative, nhưng mà cái số 90% còn lại, thưa anh Dung Biên, là họ không có tinh thần chiến đấu, họ thấy rõ là không có chính nghĩa và là một cuộc sát nhân, thành ra họ không có nỡ, ai cũng có cái tâm hồn hết, có cái trái tim, thành ra họ không đánh, không muốn đánh. Vậy chính vì cái đó trở thành một cái tai họa cho Putin, chính vì họ mới gửi một cái đám quân mà trung thành với Putin đi làm lệnh hành quyết, nghĩa là người nào không chịu ra chiến trường thì nó bắn, hay là đưa ra tòa nó bắn liền tại chỗ. Thì đây là tại sao họ làm như vậy, tức là đa số quân đội của Russian đều không muốn đánh nữa, là bởi vì cái cuộc chiến này vô nghĩa. Quý vị đã qua đài chúng tôi trong suốt tuần vừa qua, chúng tôi nói liên tục về vấn đề mà vũ khí của Hoa Kỳ cũng như các nước Tây Phương gửi tới như là một phút hồi sinh cho quân đội anh dũng Ukraine, có thêm đạn, có thêm súng để bắn phá, quấn thắng nước Nga của Putin. Bây giờ có một vấn đề mà nó cũng tương đối, vì cái chiến tranh của Ukraine nó làm lu mờ đi, nhưng mà một ông tướng tin số 9 đó, Peter Iron, sở hữu vũ khí nguyên tử là một cái thảm họa cho thế giới. Cho nên cái chuyện mà ông Biden với là đảng Dân Chủ đó là ưa cho tiền Iran lắm, ưa cái là nịnh nọt Iran lắm, thưa anh mời anh. Mình chỉ còn có 2 phút. Đó là một cái lỗi lầm chiến lược. Cái deal Iran của ông Obama là chở cả máy bay tỷ bạc đưa cho họ tiền cash để làm gì? Họ dùng cái tiền đó để là năn nỉ họ đừng có làm vũ khí nguyên tử, mà thật sự họ dùng cái tiền đó để họ chi trả cho những người kêu bằng terrorist, những người khủng bố. Và nó đánh người đầu tiên là đánh Mỹ, không có cái gì nhục cho bằng. Cái Obama đã sai rồi, và bây giờ là cái theo cái cuộc phỏng vấn của ông Netanyahu với là Mark Levin, hiện giờ cái nhục nhã nhất của Hoa Kỳ là bây giờ ông Iran nó không muốn nói chuyện với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phải dẹp hết tất cả những chế tài, và nó không thèm nói chuyện với Hoa Kỳ, có nhục dễ sợ như vậy, năn nỉ đem tiền cho người ta. Bây giờ phải nhờ Nga để mà nói thế cho Hoa Kỳ và làm cái deal với Iran. Quý vị tưởng tượng Nga mà làm cái deal với Iran mà cho Hoa Kỳ hưởng, là quý vị tưởng tượng cái Nga là cái deal đó là cái deal gì đấy. Từ không bao giờ cả xứ Mỹ nó không nói chuyện như mình siết bù lon nó như ông Trump làm thì nó tục, rồi bây giờ lại cho tiền. Chính vì ông Netanyahu ông rất sợ cái sự yếu kém và cái sự sai lầm của Biden. Là thật sự theo quý vị, nếu quý vị không tin chúng tôi, quý vị lên cái tài liệu của record của tất cả Congress dòm ông Biden, tất cả cái policy đối ngoại của Biden 40 năm nay chưa có cái policy nào mà trúng hết, tật lất từ tật tới tật. Là cái tại sao mình nhờ kẻ thù của mình Nga đi thương thuyết giùm cho mình, đó là một cái chuyện nhục nhã mà cả Washington và những người biết chuyện là nhục nhã, mà nhục nhã hơn nữa là không có báo chí nào CNN dám nói chuyện này. Cái này là không, cái nguy hiểm vô cùng. Tôi nói là hai cái ông Biden hớ hên, một cái là năn nỉ tụi Tàu đừng có viện trợ cho Nga, rồi nhờ Nga liên lạc với nước Iran, anh thấy không? Thì nếu như nó làm, nếu Nga làm hay là Tàu làm, thì buộc lòng đó tôi làm thì anh cho tôi cái gì? Quyền lợi của tôi chứ quyền lợi của anh đâu rồi bây giờ. Tức là mình phải cho nó là cái khác. Cho nên cái đó là mình ở thế yếu rồi. Chứ không phải như ông Trump, là ông Trump cứ lăn cái mình vô ông quýnh. Ông đã giải quyết được công chuyện là bây giờ ông này gỡ lên hết. Thì đó là cái chuyện, cái quyền, cái chính sách của ông Biden có lợi cho đất nước hay là có hại cả thế giới. Đây là một chuyện mà chúng ta phải đặt ra. Vâng, thưa anh, là bây giờ rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Xin mời anh chào khán giả của đài. Dạ, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia chương trình của anh em chúng tôi hôm nay, và chúc quý vị một tuần lễ an lành, và mời gọi quý vị tiếp tục cầu nguyện để dâng hiến thánh hiến nước Nga, nước Ukraine và toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nước nội của nước mẹ. Thì hy vọng trong vòng một tuần tới chúng ta sẽ có nhiều tin vui. Một lần nữa cảm ơn quý vị và chúc một tuần lễ quý vị một tuần lễ an lành. Good morning.